Raman Sunny xin gửi đến quý khách hàng, quý nhà hàng, gia cảnh tiệc cưới, quý nhà rạp một mẫu bọc ghế mẫu nơ vô cùng đẹp và sang chảnh luôn. Đây, trước mắt mình đây là một mẫu nơ màu cà phê sữa, một tông rất là sang chảnh, vô cùng đẹp, luôn làm cho các nhà hàng ưng ý nhất, hài lòng nhất. Rồi một tông nơ rất là sang, rất là đẹp nha quý khách hàng. Em sẽ quay cận cảnh cho cả nhà xem nơ bên em may đẹp và sắc sảo chưa này. Còn đây là một mẫu nơ màu đỏ nha cả nhà mình. Mẫu nơ màu đỏ với em mới may xong cho khách này. Cả nhà nhìn cái mẫu nơ màu đỏ đằng trước đằng sau thấy đẹp không? Bên Sơn Nhi chuyên thiết kế và cắt may tất cả các dòng bọc ghế mẫu mới nhất, đẹp nhất cho quý khách hàng của mình. Trời ơi, cả nhà mình ơi, cái mẫu nơ này thì đẹp vô cùng xuất sắc luôn. Cái mẫu ghế mà thêm cái nơ màu xanh này rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn đó quý vị ạ. Quý nhà hàng, quý gia chánh tiệc cưới có nhu cầu những cái mẫu nơ đẹp, bọc ghế đẹp xin hãy gọi cho Sơn Nhi. Cả nhà thấy Sơn Nhi may cái ghế sắc sảo không? Đẹp không ạ? Sắc sảo mà đẹp, quá sắc sảo, quá đẹp luôn đó quý vị ạ. Trời ơi đẹp lắm, em xoay một vòng cho cả nhà xem một ghế bên em may. Đẹp, sắc nét cái nơ này. Cả nhà nhìn thấy không? Em mới may xong luôn á. Trời ơi dễ thương quá. Quý vị ơi, quá đẹp, quá xinh. Trời ơi, đây là mẫu nơ màu hồng nhá cả nhà mình. Cái ghế thì màu trắng, cái nơ thì màu hồng nè. Rất là đẹp, dễ thương, vô cùng dễ thương luôn. Ở ngoài rất là đẹp, bên trong điện thoại của em, điện thoại thường á, quay nó không có đẹp bằng ở ngoài, chứ ở ngoài đẹp lắm nha. Trời ơi, mỗi bọc ghế, mỗi nhà hàng là một cái tông màu khác nhau thế này nè. Dễ thương, sang chảnh, đẹp, nét. Không phải tự hào, không phải tự khen, chứ cái bọc ghế bên Sơn Di may sao mà nó đẹp, nó phẳng, nó phẳng lì, nó đẹp mộng mơ luôn thế này luôn á. Cái nơ cũng đẹp nữa, cái bọc ghế cũng đẹp nữa. Trời ơi quá đẹp luôn quý khách hàng ơi. Quý nhà hàng gia chánh tiệc cưới có nhu cầu về may bọc ghế các mẫu đẹp xin hãy gọi cho Sơn Nhi nhé. Em sẽ quay cho cả nhà xem cái nơ của em bên em may này. Cái nơ bên em may rất là sắc sảo, rất là đẹp này. Đó, mà đây cái nơ ghế của em may ha. Đây, cái mẫu nơ của em là may nổi mẫu nơ rời. Đó, em đã may xong. Đây, em sẽ quay cho cả nhà xem từng màu nơ này. Đây là nơ màu đỏ. Đó, nơ màu đỏ đây quý vị. Nơ màu đỏ. Đây, nơ màu xanh thế này đây. Từng màu một rất là đẹp luôn. Đây là cái mẫu nơ rời. Rời cho nên là quý khách mà muốn trồng vào thì nó cũng rất là dễ. Để mà mang một cái phong cách cái mẫu nơ. Đấy. Rất là đẹp ha quý vị ha. Và đây là cái mẫu nơ màu hồng. Chúng ta may nơ rời thế này thì chúng ta muốn trồng cái màu nào vào cũng được. Thay thế rất là dễ luôn. Và bây giờ em sẽ quay cho cả nhà xem cái ghế bên em ha. Ghế bên em may nó rất là đẹp. Nhà nhìn cái ghế này. Cái ghế bên em là ghế, nếu quý nhà hàng nào, quý dịch vụ nào có những cái mẫu ghế thế này, hoặc là ghế sơn, ghế trắng, ghế nhựa gì không cần biết mà nó đã bị cũ rồi á, bị cũ, bị hờn xù rồi, thì hãy đưa cho em nhé, hãy tư vấn, em tư vấn cho nhà. Đây là cái ghế này nó bị hư này, bị rách này, bị mút có thứ mà em tư vấn cho khách đừng nên bỏ những cái ghế thế này, lãng rất là lãng phí luôn. Hãy để cho em sẽ may những cái bọc ghế đẹp cho. May mấy cái bọc ghế này nó rất là rẻ tiền mà rất là đẹp, lại mang một cái phong cách lạ nữa, đúng không ạ? May một cái ghế không bao nhiêu tiền cả, một cái mẫu một ghế không bao nhiêu tiền mà lại đẹp nữa. Quý khách hàng, quý nhà rạp có nhu cầu về những cái mẫu bọc ghế đẹp xin hãy gọi cho em nhé. Số điện thoại 0989266772 hoặc 0989655772. Là cả nhà mình nhìn cái ghế bên em may này, nó đẹp, nó phẳng như thế này đây. Khi mà chồng vào cái ghế á, nó ôm hết cái bọc ghế lại, nó không bị nhùng nhằng cái ghế như những đơn vị khác may đâu ạ. Đấy, ghế bên em may đó, cả nhà nhìn thấy không? Chồng vào nó thẳng lì cái ghế như thế này nè. Đẹp, sang, chảnh. Đó,
vé về nhà mày đây này, cả nhà nhìn thấy không, rất là đẹp luôn ha, cả nhà nhìn thấy đẹp không, đấy rất là đẹp luôn, ôm nơ đẹp. Còn đây nữa, em sẽ bọc cho cả nhà xem cái màu hồng này đi, quay lại cái màu hồng đi cả nhà. À, em sẽ cho cả nhà xem là cái màu hồng này, nó màu hồng nó cũng có vẻ dễ thương của màu hồng chứ bộ, dễ thương lắm á. Đấy, cái nhà nhìn thấy không, muốn màu nào thì ta trồng cái nơ quàng cái nơ vào, muốn màu nào thì cho cái nơ màu đó vào, rất là đẹp luôn, cái nhà thấy sao ạ, đó rất là đẹp và dễ thương luôn nha quý vị.